từ ạ. Năm Rồi, đây là bác mười tính ạ. Bác học khóa bao nhiêu buổi tối bác? Bác bảy học 17A mới kết a thúc xong một mười tháng. Vâng. Trước bác như nào bác? Trước cái gì? Vâng. Nông đo này nó là 85 này. 85 ạ. Ừ, À cái vâng. này nó xệ thế này. À vâng. Nghe không? Dạ. Sau khi học gì chuẩn xong em mua cái dụng cụ bằng 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 cái đồng lăn với lại À, cái cầu gai lăn ấy. đồng con vào lấy cho Đấy. ba. Lăn ngải đồng Thì đôi đấy đúng sau không ạ? lăn này. Vâng. Lăn này xong bác ơi, lăn xong là khoảng 15 phút. Xong bắt À. đầu đến lăn đến cụ đồng. À. Đấy. À. Lăn đồng Hay 15 quá. 15 ngày thì nó giảm 7 phân. À, 15 ngày giảm 7 phân. Bác đã đồng quá giỏi luôn. Bây giờ quần nó còn tụt tí À thế ạ, đúng rồi, hôm bác đi nhìn bụng bác to hơn, giảm 7 phân. đấy. Quần À, này đúng nó rồi, này cầm cho nó bác được lăn cầu đâu, gai đôi to nữa. quần này ngày xưa Lăn là cầu gai vì đôi thời to. xưa rồi. Thế ạ, vâng. Đây để nhờ bác hướng dẫn luôn. Bác sử dụng mỗi hai món cả. Hai món thôi. À, cho anh lăn cầu gai đôi to xem là để bác hướng dẫn bác làm. Cái cầu gai ba ấy, nó phải ba ấy. Cắn dài nhá. À, lăn ba chục cắn dài, rồi rồi cầm thằng lại. chí ấy ngoài nó kinh Tức là đây là bác tính học ở khóa 17A ở nhà đây thì bác lăn nó trong 15 ngày thì giảm 7 phân. Rồi. Đấy, từ thế này. Lăn ba chục cắn dài. Ba Vâng. chục cứ này ngoài. Dạ vâng. Dạ, bác đánh lâu không bác? Quánh là 20 phút. 20 phút. Quánh đỏ ửng Quánh lên. chịu khó đấy. 20 phút. Một ngày là quánh 2 lần. Vâng. Thì tao nói không làm gì à, ngày đánh hai này lần mỗi dụng xong cụ này thôi ạ. Vâng. Này xong rồi đến thế lăn đồng. Đấy, lăn đồng bác lắp ngải vào bên Sau cái trong ạ. quả này cứu đại vào đây. Vâng. Thấy không? Vâng Cắt vâng. mỗi 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 cái thanh nằm bốn Cho thì bác cho vào đây làm ngải đôi. vào trong này. Vâng. Thấy không? Xong sau Bác khi chia ra làm bốn hay làm đôi bác? À chia làm bốn à? chia đôi xong lại chia làm đôi nữa. À thế ạ, nhỏ đấy. Vâng. À, Hai. đây đây ngải đây bác. Hai thằng này. À, nước đây, đây. Dài đây. Để cho ba cái đấy giờ ấy. Có gì ạ? Giờ ấy. Đấy ạ. Trong kia nữa, trong kia nữa. Không có cái nào giờ cái này dạ, nó vâng, mệt quá. Vâng. Để bác bóc ra cũng được. Đấy. Đây. Đấy. Vâng. Như thế này. Vâng. Thì bắt đầu lấy con dao cắt đôi xong cắt đôi nữa thì vâng. chỉ làm Bác một cứ bẻ lần hẳn ra, thì bác cứ bẻ hẳn ra xong ghép vào. Rồi. Đó, được rồi. Rồi. Đấy. Vâng. Đấy. Này. Vâng. Sau khi đánh cào xong bắt đầu bằng này thì vâng bằng nắp vào đấy đúng không ạ? Nắp vào đây. Vâng. Đấy. Nào các bạn ơi, 15 ngày giảm 7 phân nhá. Bác đang hướng dẫn mọi người cách làm đấy. của bác như thế nào đấy. Thế bây giờ Vâng. xong bắt đầu rồi, đốt. Vâng, bác đốt đốt cơ. đốt xong bắt đầu đấy. bác nắp vào. Lắp vào. Vâng. Làm tiếp. Vâng. Đã, cái này bác làm bao lâu bác? Cũng 15 phút. Cũng 15 15 phút. 15 À, 15 20 phút tức là cái bây năm. Giờ nó gần hết cái ngải này này. À, tức là hết đấy. hết một nửa điếu đấy. Ừ. Nửa điếu chia làm đôi đấy. Đấy. Đấy, cứ thế này mà lăn này. Vâng. Dạ. Lăn ba chục cắn dài kia là 20 phút này, lăn ngải đồng đôi này là 20 phút này. Là 15 ngày giảm được 7 phân. Bác có tập tành gì không? Hay là chỉ mỗi lăn không thôi? Thế này. Dạ. Chả làm cái gì cả. À, đấy. Đấy, đúng không? Không lo vâng. thấy không? Hôm nọ bác không? Bụng to hơn nhiều. Bác ngồi thế học này, bụng to ngày hơn mai nhiều. còn mấy cô còn đòi hướng dẫn thế này. À thế. Nên hôm nay lên nhờ mua cái này. À mua thêm à? Mua thêm mua về cái hướng dẫn này cho để họ. Mai À thế ạ. Vâng. Vâng, thế bác thế chế độ ăn thế nào bác? Bác có nhịn ăn không hay như nào? Không, vẫn ăn đấy, bình thường hai thôi. Dụng cụ. Chứ không không có gì. Dạ. Cái này bác cái này là lăn ba chục cắn dài này, bác lăn trong vòng 20 phút này. Đấy. Sau đó bác sử dụng cái ngải với cả lăn ngải đồng đôi này này. Đồng đôi này để bác lăn trong vòng 20 phút nữa thì hết ngày độ. Làm hai lần. Và ngày làm hai lần bác hết độ khoảng một nửa điếu ngải như thế này. Nửa điếu ngải này. Đấy. Thì một ngày bác lăn hai lần. Tức là giảm như thế nào bác? Nó giảm từ 85 lúc 85. đầu chưa làm ấy. Vâng. Bây giờ nó chỉ còn có 77 thôi. Bây giờ hay quá. Chúc mừng bác chịu khó nhỉ. Quan trọng là phải đều đặn đúng không bác? Đúng rồi, phải đều. Quan trọng là chịu phải khó. Duy trì đều. Vâng. Đấy. Vâng. Chứ không được làm kết quả. Hai đứa mình ăn bình thường, mình ăn như nào mình ăn như thế. Dạ vâng. Tức là hôm nay bác đến bác lấy thêm mấy cái món này rồi. Ừ, lấy thêm mấy cái đồng để mai hướng dẫn cho mấy đứa cô béo bụng. Hướng dẫn cho cô mấy bụng. Bây giờ bác thành chuyên gia rồi, thành chuyên gia đi giảm béo rồi. Lại có nghề rồi. Cảm ơn bác nhá. Chia sẻ hay quá. Người ta nữa nhưng mình có làm gì à? À thế à? Bác bây giờ bác kể cho mấy cái vụ mà bác học xong bác về bác giảm mà đau đầu ấy.
rồi bác chữa mấy ca ấy. Bây giờ cái thứ nhất là về đau đầu đúng không? Nếu nó đau về bả vai thì mình phải tập trung về bả vai. Bắt đầu quánh cổ cánh trước. Bắt đầu từ C1 đến C7. Mình phải giải tỏa cái vùng này vì đấy là nguyên nhân nó sẽ gây nên đau bả vai. Sau khi giải tỏa xong phần này, bắt đầu xoa cái vùng này. Xoa lùi xuống phía hai cái bả vai, cái xương bả vai này nữa. Rồi. Đấy. Xây xoa xong rồi bắt đầu là bấm liền. Bấm khoảng hai phát huyệt chỗ này này. Nó gọi là việc kiên định gì này, kiên có định, có cái chiêu hay nhất mà bác bấm vào ngón giữa ấy đúng không ạ? Ừ đấy. Chiêu đấy là chiêu mạnh nhất. Dọc lên đây cái một bên đây cái là nó đã đỡ nhiều rồi đấy. Sau khi ấy này cái nữa thì mình chỉ dò cho hai phát chỗ nó gần như 124. Hai phát này phát thì thôi người ta kêu phát là hết. Dạ vâng. Còn cái chiêu châm vào ngón giữa là như nào bác? Đây này, ở chỗ này ngón giữa ngón tay cái đau đầu hai ngón tay à vâng hoặc là hai huyệt này mà người ta đã đau rồi nha, đau một tí người ta đã thấy nhẹ nhàng về cổ rồi. Dạ vâng. Thì xong rồi mình làm nốt cho cái chiêu này nữa thì tăng cường nữa nên là hết à. Dạ vâng, nhẹ nhàng nghĩ rồi, nhẹ nhàng rồi. Vâng vâng. Bác còn làm những cái gì nữa không, những cái ca thành công ấy? Ho thì bác làm bác thì đầu tiên nhá. Đầu tiên là lấy cái chày đâm ấy. Vâng, chày đâm tiêu. Chày đâm tiêu. Vâng. Đây. Đây là chày đâm tiêu đây. Đây. Ừ. Xong rồi lấy cái dầu. Cạo đây. Rồi. Vâng. Đúng không? Vâng. Đấy, bôi dầu. Vâng. Vâng. Oánh vùng. Vâng. Oánh đều. Vâng. Nó thấy nó đỏ lên. Vâng. Đấy. Bác đang chữa ho. Vâng. Ho đau họng. Xong. Vâng. Lấy cái này. Quánh đôi xứng. Vâng, đánh đằng sau. Vâng. Đấy, đúng cái hệ thống. Cái thằng C1 đến C7 nó quan trọng. Vâng. Đấy, quánh thằng này đôi xứng. Đánh đằng sau. Đấy. Vâng. Xong. Dạ. Bắt đầu quánh cái thằng này. Mình nhìn cái đầu hình chỗ họng ở dưới dái tai đấy. Vâng. Đấy. Vâng. Chỗ này. Bắt đầu chữa ho. Cách này đấy. Có thể cả cho trẻ nhỏ cũng được. Rất tốt. Đơn giản. Vâng. Xong bấm 103, 106. Vâng. Dò đấy. Thế hai cái huyệt này thì đương nhiên là mình dễ rồi bởi vì nó nằm trên cái trục O mà từ xưa đến nay nó hầu như nó chủ đạo rồi phải. Vâng. Cho hai quả huyệt này xong cái bắt đầu dán cao. À. Nhá. Dán này. 26 này. Vâng. Nhá. Vâng. Đấy. 8 này. Vâng. 12, 20 này. Vâng vâng. 61 này. 61. 2. Vâng. 37 này. 50. Vâng vâng. Xong 8, 12 này. Vâng. 20 này. Vâng. 14 này, 275, 277. Vâng, đấy tam giác họng. Hết. Vâng. Thế một lúc nó đấy hết rồi. Hết đỏ. Hay quá. Không ho nữa. Vâng. Thì nó ho. Hay quá. Ho mà nó ngứa họng. Vâng, vâng. Thế là nó hết vậy. Vâng. Làm đúng 3 hôm là người ta không bảo thế có nó sẽ. Tức là nguyên làm xong cái đó nó đã đỡ rồi, nó không ngứa họng. À đấy ạ, vâng. Thế nhưng mà mình làm liên tục người ta 3 hôm. Vâng. Khỏi. À, còn cái hôm đi học cái vụ lưng của bác sao bác? Bác đi học vì cái vụ đau lưng bác phải đeo đai đấy. Lưng bây giờ thì nó khỏi rồi, với cắt là lưng. Ừ. Vâng. Lưng thì cái ngày đó là nó bị kiểu như giãn dây chằng này, nó vẹo này. Vâng. Vẹo đến cái ngày hôm mới đi học đấy. Vâng, nên vâng. Nó còn vẹo. Vâng. Nhưng mà về mình thì cũng hay dùng sáng nào hầu như cũng lăn vào cái này. À thế ạ, bác dùng chính cái này để bác lăn lưng à? Ừ. À hay quá. Sáng ấy dùng cái con. Đây là bác lăn như nào thì bác hướng dẫn cả nhà luôn. Đây là nhà sáng xem bác lăn lưng này vừa giảm béo bây giờ lại còn chưa đau lưng luôn. Nhà vâng. Rất hay dùng cái này bởi vì khi nào dùng cái này dùng cả cái bàn này oánh vâng. Luôn à đấy oánh trừ mỗi thằng cột sống thì thôi vâng. Oánh hai bên oánh hết đánh hai bên à. Oánh cả bả vai và huyết thông thiết hết vâng. Đúng không? Đánh xong đánh hết. Đánh bác tự làm hay là người khác làm cho bác? Vợ làm. À vợ làm. Mình thì làm cho vợ. À vâng. Làm hay xong nhá. Vâng. Xong bắt đầu đến cái cổ đôi ấy. Vâng. Gai đôi à, lan tổ gai đôi to trên đường huyệt bờ hai dọc hai bên cột sống. Hai bên cột sống. Vâng. Xong rồi nữa thì bắt đầu đến cái nhẫn ấy, bắn vâng. Thẳng trên cái cột sống. Vâng vâng, đây. Nhẫn đây. Nhẫn đây. À. Đâu vâng, đó. Đây đây đây, nhẫn này đây. Đây đúng rồi. Cái này đánh tì đánh luôn nha, đánh trực tiếp trên cột sống luôn. Vâng đúng rồi. Đấy. Xong vào đấy thì còn một cái búa nữa. Dạ, búa to đấy. Búa này. Vâng. Đấy,
gõ nhẹ nhẹ mà bên ngoài thì đừng gõ vào xương, như xương sống, xương chết gì cả. Vâng. Gõ gõ tác động mà và vợ nó đốt sống lồi mà. Vâng. Sau khi ấy xong thì mình gõ nhẹ 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 xong ấn, nó còn bây giờ nó còn hết lồi rồi. Ờ thế ạ. Lồi ở xe mấy? Phải làm rất là ấy thì. À lồi ở xe mấy hay là L mấy ạ? Nó lồi ở cái khoảng L5 này này. À vâng, L5 vâng. Đấy. Thế là bắt đầu làm hết thế này nha. Xong vâng. Rồi bắt đầu đến lăn hàng ngày. À. Lăn ngày cứu trên lưng của bác ấy. Trên lưng ấy. Lăn cứu trên đây mà lăn này. À. Mà nhất là cái thằng xương cụt này xuống á. À thế ạ. Vâng, ở bắc này xương cụt đấy. Bây giờ xong rồi lăn nó lên cái thằng C1 đến C7 này này. Vâng. Xuống á. Vâng. À. Thế là dần dần nó hầu như cả cái này nó mềm. À hay quá. Vâng. Nó nóng nhá, nó vâng. Mình lăn đến đâu ấy là nó hồng ra đến đó. Vâng. Thế là vâng. Nó thông này. Như mình kiểu cái nhâm đốc này này vâng, mà vâng. Người ta hay phải hơ đúng không? Vâng, vâng. Mình hàng ngày nào mình chả làm cái này vâng, vâng. Làm này thì nó thông rồi, đồng thời là nó mềm mại, cuộc sống mình nó mới tác động này thì, à. Thì cái cơ này nó mềm mại, thế là bây giờ là hết đạo chả thì nó đau quá. Cháu vẫn nhớ là cách đây khoảng tháng rưỡi mới nhỉ, bác đi học ấy là vẫn đeo đai lưng này. Mùng 3 tháng 12. À mùng 3 tháng 12 25 thì kết thúc rồi. Mới có một tháng rồi mà. Vâng. Đúng không? Hôm đấy bác đi học bác phải đeo đai là lưng thì còn đau. Hai bây giờ ổn rồi, hay quá. Lưng bây giờ là ổn đúng không bác? Không phải đai nữa gì nữa. Hay quá, chúc mừng bác. Chúc mừng đấy, đây không có đai mà bây giờ vừa giảm béo bụng lại vừa khỏi đau lưng. Cái này rất bác. Chữa rất hay. Dạ, vâng. Chữa cái cuộc sống. Vâng. Bởi vì cái thằng này hầu như mình tác động như mình tác động để cho cơ nó hồi phục. Vâng, vâng. Bác chỉ gõ hai bên thôi đúng không? Ừ, cứ vâng. Gõ hai bên này thôi vâng, vâng. Để cho nó mềm mại. Còn vâng. Cái chỗ nào nó hơi lồi thì mình dùng cái nhẹ hơn, mình gõ nhẹ thôi. Vâng. Đấy. Và sau khi mình lăn cái này nó mềm rồi, bắt đầu mình để tay ở đây này. Dạ. Vào cái thằng đốt lồi ấy, vâng. Tay ấn ấy. Dạ. Ấn nó ấy cái thì là nó trở về khớp của nó ấy. Hay quá, hay quá. Chứ không nó lồi ấy. Vâng. Hay quá. Nhưng mà đấy là người ta mới bị. Vâng. Chứ còn bị lâu thì chưa biết. À. Đúng không? Vâng. Mới bị thì có thể là nó dễ. Vâng. Nhưng mà nó lâu thì mình không biết là nó bị vôi hóa, nó cứng thì có khi còn phải làm lâu. Vâng, vâng. Hay quá. Tuy nhiên là bây giờ cái đấy là thằng lồi. Vâng. Bây giờ thằng lõm thì có thể mình nghĩ từ cái thằng lồi mình suy ra thằng lõm. Vâng. Thằng lõm thì nó khó hơn đúng không? Lõm bác dùng con hít, bác hít. Đấy, thì đấy chỉ mình đã bon vào lấy cho ba con hít ra. À, bon vào lấy con hít cho ba hít to. Hít to. Cơ lên. Ờ, hít to. Giờ mình dùng con hít bác. Hít thì đúng rồi, vừa phải mua mà mình nghĩ. À đấy. Dùng hít to để hít lên. Giúp nó lên. Hít lên. Thì nó sẽ làm phần cơ nó sẽ ấy, nó sẽ lồi lồi được cái. Vâng, vâng. Thế bác làm cho bác gái ý kiến sao? Bây giờ lúc đầu bác đi học bác gái có tin không bác? Không, học thì bác cũng chẳng có cả gì. Vâng. Không phải cái này. Hít cái nào? Mà để hít này cái mà. Cái nào bác? Đây này. Là cái nào? Cái này cũng vậy. Cái hít là cái này nào? Này là không hít. À. Cái kia nó hít như chân không này. Hít chân không. Thế thì nha, bình thường này nha, mình hít này là như kiểu rát hơi ấy. À. Nhưng mà nó bằng một cái con hút này. À, dạ. Có một cái quả ấy, hút này. À rồi rồi, rồi cháu hiểu rồi. Là mình làm được toàn bộ cả trên cái. À cũng được, đó. Món này cũng được. Còn cái này mình chưa làm. À, đấy, cái này cũng được, món này có kéo vào thì nó cũng hít đấy. Kéo như nào mà nó hít đấy. Cho nó áp sát xuống da thì nó sẽ hít. Nó hít lên à? Vâng, cho yeah. nó hít vào. Bác phải lăn trên vùng bụng tay á, vùng nhiều thịt ấy. Đấy, vùng nhiều thịt ấy, trên bụng tay ấy thì nó mới hít. Nhưng cái kia nó còn hít như mình ra hơi ấy. À vâng, dùng cái này chưa? Nhá, nó ra hơi bởi vì những người ta mà bị lâu rồi ấy, vâng. Thì hầu như cái cuộc sống của ta phần đó nó lõm thế này. Vâng. Nhá, vì cuộc sống nó bị lõm mất rồi, nhưng phần thịt thì nó không có nữa. Vâng, vâng. Bây giờ phải dùng cái này nó rút dần vì nó lâu rồi. Hay quá, vâng. Đấy là một trong những cái. Bác có giảm béo cho bác gái không? Vợ mình là không béo. Nhưng vẫn lăn. À, nhưng vẫn lăn là tốt. Vâng. Và bây giờ là bác lấy đồ là về làm cho các bà hàng xóm đấy. Đây bằng này món rất đơn giản. Chỉ bằng này món thôi này. Đó. À, bác có chữa cho con cháu trong nhà hay mọi người không? Thì vâng. Chủ yếu đầu tiên thì mình mới cho mình đã. Cho mình nhau. Vâng, vâng. 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 Hôm đấy bác đeo đai là bao lâu rồi bác? Đeo cái đai đó phải một tuần. Vâng. Đau. Đau. Hôm mà bác đi hôm ngày đầu tiên. Không có đi đâu.
À đúng xong rồi. Còn ra đây là hôm nay nó đỡ nhiều đấy. Vâng. À, hôm đấy bác đi bác còn bị đau đúng không? Đi nó lệch lệch. À vâng đúng rồi. Mấy hôm đi học vẫn còn nhìn thấy bác vẫn còn đeo đai mà. Vâng, ok. Thế tốt rồi, cháu cảm ơn bác nha. Cảm ơn bác chịu khó quá. Lần có 15 ngày giảm được 7 phân nữa, đã đồng quá chịu khó. Chúc mừng bác nha. Đấy, mai mai bây giờ vâng. Đi mua cho cái cô ấy để bắt đầu làm. Cô vâng. Mọi người cứ nghĩ là chỉ có phụ nữ mới giảm béo được thôi chứ còn đàn ông hoàn toàn giảm tốt mà đâu có gì đâu. Vâng vâng. Cảm ơn bác. Kiên trì chịu khó thôi, bỏ ra 15 ngày thôi. Biết những cái tác dụng của cái này rồi, vâng, biết phương pháp rồi, cái vâng. Trì vâng vâng vâng. Vâng ạ, rồi cảm ơn bác, chào bác. Chào cả nhà nhá, hẹn gặp lại vào buổi sau, hẹn gặp lại vào buổi phát sau nhá. Xin chào, bye bye.